Hiện tại em đã đổ vỡ một lần. Em kết hôn từ năm 2019. Em mới ly hôn vào tháng 5 năm ngoái. Em thì có một bé gái là 3 tuổi hiện tại đang ở với em. Em cũng đổ vỡ một lần. Em ly hôn được 6 năm rồi. Con em 15 tuổi rồi. Trai hay gái? Con gái. Ở với ai em? Dạ con gái ở với ông bà nội. Em ở với em ai? Em ở một mình ạ. Em mạnh chắc chắn to. Để coi. Khỏe. Mạnh chắc chắn luôn. Em chào anh. Khỏe. Em xác nhận là khỏe nha. To à. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin gửi lời chào tới MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Nguyễn Văn Quyền, tôi sinh năm 1982 đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại thì tôi đang công tác ở thành phố Hà Nội. Công việc của tôi làm về bất động sản. Mình tên Linh, bạn tên Quyền là Quyền Linh. Thôi mời nhà gái. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh ở bên đó. Em tên là Lê Thị Hiền, em sinh năm 1984, quê em ở Thanh Hóa. Hiện em đang làm nhân viên HSE ở Bình Dương. Rồi bạn sinh năm 84 mà bạn trẻ măng à, bước ra cái tôi kêu bằng em. Em làm về cái gì vậy? Dạ em làm bên nhân viên môi trường ạ. Cụ thể là sao em? Ví dụ như mấy cái khí thải hoặc là cái gọi là rác thải á, là mình phải phân loại ra. Rồi cho đưa đến công ty môi trường xử lý. Bên em là có dùng hóa chất nữa. Cho nên là mình phải làm sao mà cho công nhân sử dụng nó không có cái sự nguy hại tới công nhân nữa. Ưu điểm và khuyết điểm của em trai là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ. Trong tất cả các mối quan hệ thì anh đánh giá là nhiệt tình, đôi khi là nhiệt tình ngoài những cái kỳ vọng của họ. Mà cái nhược điểm của em ấy thường là thường thì em ít thể hiện được bằng lời nói trước những cái người thân của mình, mà tất cả bằng thể hiện bằng hành động là chính. Rồi mời nhà gái. Em thì ưu điểm thì cũng là hòa đồng, dễ tính. Cái nhược điểm của em là hơi nóng tính, hơi bướng. Bướng hả? Dạ, em hơi bướng. Đường tình duyên của Quyền sao? Hiện tại em đã đổ vỡ một lần. Em kết hôn từ năm 2019. Em mới ly hôn vào tháng 5 năm ngoái. Em thì có một bé gái là 3 tuổi hiện tại đang ở với em. Lý do sao ly hôn vậy? Thực ra thì cái thời điểm đó thì cũng do áp lực của gia đình. Về cái chuyện lập gia đình thì cũng áp lực về gia đình ấy. Thì mình cái sự lựa chọn mình nó cũng chưa thực sự chín chắn. Vợ cũ thì cũng là bằng tuổi. Cùng trong một cái hội chơi với nhau thì cả hai đều có chút vội vàng. Và cái đặc thù nữa là một trong lý do nữa thì là bạn ấy thì là cũng nhà thì cũng chỉ có hai chị em gái và lại ở xa. Để mà dung hòa được về một chỗ thì em thì hiện tại thì cũng ở với bố mẹ. Anh trai thì công tác xa, em gái thì lấy chồng nên là bây giờ là chủ yếu là mọi việc gia đình là do em gánh vác. Cả hai thì hầu như cái điểm đấy là không hợp đâu. Vì yêu vội vã, lấy vội vã đúng không? Thôi mời nhà gái. Tình trường của mình thế nào? Tình trường của em thì em cũng đổ vỡ một lần. Em ly hôn được 6 năm rồi. Mâu thuẫn của gia đình thì do ông chồng em là hay đi nhậu về khuya. Cũng không có chia sẻ được với em nhiều. Đúng rồi, cũng không có chia sẻ được. Con của bạn bao nhiêu tuổi? Con em 15 tuổi rồi. Trai hay gái? Con gái. Ở với ai em? Dạ con gái ở với ông bà nội. Em ở với em ai? Em ở một mình ạ. Một mình thôi? Dạ. Mình ở trọ hả? Dạ em ở trọ ạ. Bao lâu mới về quê một lần? Một năm thì nếu như có điều kiện em về 2 lần, còn không em về 1 lần. Còn Quyền thì hiện nay sống với gia đình đúng không? Thường thường là cứ đi lại giữa Hà Nội với Nam Định. Vì em có phương tiện thì cũng chủ động trong việc đi lại được. Nam Định đi Thanh Hóa sao? Nam Định Thanh Hóa thì khoảng tầm gần 100 cây. Sống xa mà đường cao tốc mà. Khoảng cách địa lý thì nó không có phải là vấn đề gì. Bây giờ hai bên cũng đổ vỡ 1 lần rồi. Mình sẽ cùng nhau để chia sẻ những nỗi đau ngày xưa đó và hình thành một cái niềm hạnh phúc mới cho riêng mình ha. Bây giờ chúng ta nói về tương lai đi nào. Chúng ta muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Nói cho Lan nghe đi. Mẫu hình của người tương lai em cần là một người khỏe mạnh, chắc chắn, to. Để coi. Khỏe, mạnh, chắc chắn luôn. Xin chào anh. Khỏe. Em xác nhận là khỏe nghe. To à. Gì nữa? Ví dụ như thế là tính cách thì em cũng mong như được như anh Quyền Linh thôi. Đâu có nhân bản được. Bên đây đẹp trai Quyền Linh em ơi. Trẻ hơn Quyền Linh luôn á. Chứ mỗi người một tính yên cách. Yên tâm. Dạ. Thể hình gọn hơn Quyền Linh. Còn gì đâu em gái? Dạ, em có yêu cầu là biết quan tâm chia sẻ với gia đình và cũng đừng có đi nhậu nhiều quá. Em sợ cái đó thôi. Quyền, quan tâm chia sẻ gia đình, ông nói cho bên kia người ta biết đi. Đặc tính của anh ấy thì là nếu như với những người thân của mình thì mình không cần dùng bằng lời nói và quan trọng là hành động của mình. Ví dụ như mà vợ có bận việc gì đó thì mình vẫn sẵn sàng là vào bếp để làm bữa hoặc là phụ những việc gia đình cũng sẵn sàng mình làm được. Bởi vì hiện tại bây giờ là anh cũng đang chăm con, chắc chắn là điều kiện anh làm được. Mà một cái quan trọng là có nhậu không? Đàn ông thì chắc là mới đặc thù về công việc nữa thì nhậu thì chắc chắn là cũng rất khó. Nhưng nhậu, quan điểm của anh nhậu thì mình luôn luôn mình kiểm soát được cuộc nhậu của mình. Được ha cô gái? Được không? Dạ. Được không? Nhưng mà anh có lầy không vậy? Có lầy không? Nhậu mà có lầy. Anh chào anh gái. Kiểm soát được mà. Thật ra bây giờ ta có con mà ta phải lo cho con có 3 tuổi đó. Thì em yên tâm đi. Con nhậu cỡ nào cũng mong về với con thôi. Bây giờ em có chịu về Nam Định, Hà Nội sống không? Nếu như mà anh ấy yêu thương thì em chịu. Đó.
Rồi bây giờ nhà trai. Ở Bình Dương buồn lắm em ơi. Dạ, à, em cũng buồn thiệt. Nè, tôi thông báo cho nhà trai biết nha, một cô gái rất là xinh xắn luôn. Trẻ lắm. Giờ nhà trai có hình mẫu lý tưởng nào về người vợ tương lai của mình không? Yếu tố ngoại hình thì em không có yêu cầu gì về yếu tố ngoại hình. Dạ. Vì cái quan trọng là cái tâm hồn của mình có hòa hợp được với nhau hay không mới là vấn đề. Đặc biệt nếu như chúng ta đã cùng đều đổ vỡ rồi, chúng ta nhìn nhận để xây dựng cái tương lai như nào, rút ra những cái gì mà từ những cái bài học quá khứ mới là quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đồng cảm được với nhau hay không. Một người đàn ông cũng vững chãi ha, về mặt xã hội, giao tiếp rồi công việc này kia, anh nghĩ rằng cũng tốt đó. Bây giờ thì hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà trai đi với ai vậy anh? Là em đi cùng với em vợ chồng em trai, con cậu ruột em. À dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và dạ, khán giả. Chào nhà trai. Em thấy nhà gái có hợp với lại anh của mình không? Em thấy thì chị gái thì khá là trẻ so với tuổi, cũng hiền nữa. Thấy có hợp với tính tình của anh mình không? Về hợp tính thì bước đầu là có hợp, nhưng mà sau này thì khi mà mình vào giai đoạn tìm hiểu thì em mong là hai anh chị có thể sớm được thành đôi, tìm hiểu được những cái điểm chung của nhau. Cảm ơn em. Con gái đi với ai? Em đi một mình ạ. Một mình hả? Dạ. Có Ngọc Lan lo, đừng lo gì cả. Thôi bây giờ Mở rào. Bắt đầu đi Quyền. Chào em. Em chào anh. Lần đầu gặp thì anh có cái món quà, thì anh cũng có nhờ tư vấn của em dâu anh. Đây là cái bộ sản phẩm dưỡng da. Em xin cảm ơn anh, còn có món quà tặng cho anh. Anh cảm ơn. Bây giờ mình ngồi đối diện với nhau, nó có giống những gì mình suy nghĩ tối hôm qua, mình có mơ gì đối phương như hôm nay không? Quyền nói trước thì Quyền nhìn thẳng cô gái kìa. Thực ra thì như nãy anh cũng nói rồi, chúng ta đang từng đổ vỡ. Anh cũng mong muốn là mình có thể cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu. Vì bây giờ chúng ta cũng không còn trẻ thì chắc chắn là cũng không còn những cái bồng bột nữa. Dạ. Nếu như thành vợ thành chồng thì anh tin chắc là anh có một cái bờ vai đủ rộng che chở cho gia đình của mình. Em thì em thấy anh thì cũng là con người chín chắn, biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình. Nếu mà những lời anh nói nó là sự thật thì em cũng cảm thấy là mình được yên tâm, một chỗ dựa gọi là vững chắc trong cái cuộc sống còn lại. Em cũng cảm ơn anh. Nhìn tính toán thì người đang ở Bình Dương, người đang ở cái khoảng cách thì nó cũng không phải là vấn đề, tất cả cái đấy mình đều có thể khắc phục được. Anh hỏi một chút là Thanh Hóa là em ở huyện nào nhỉ? Dạ em ở Triệu Sơn ạ. Là em ở xã nào? Em ở Xuân Thịnh ạ. Xưa là sinh viên thì anh học ở trong Thanh Hóa cũng khá đông. Có thể bây giờ em chỉ cần nói là cái khu vực nào đấy thôi, đấy có thể là anh sẽ chạy một mạch là đến tận khu nhà em được. Dạ. Địa hình thì anh nắm khá vững. Tính toán khoảng bao lâu mình sẽ đến với nhau gì đó? Thì nếu như mà chúng ta đã cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu, tiến tới hôn nhân thì cái thời gian nó cũng khoảng 6 tháng đến 1 năm là cũng sẽ là phù hợp. Còn về đặc thù công việc thì chúng ta có thể khắc phục được. Anh thì có thể là đi lại giữa hai nơi thì nó là vẫn được. Vì thực ra là về đặc thù công việc thì có khi tháng cũng 1-2 lần là vào trong Sài Gòn, cũng hay vào trong Sài Gòn để công tác. Em thì giờ công việc chính là đang ở Bình Dương. Tại vì bây giờ em sống ở cái môi trường ở trong này nó cũng quen rồi. Mà cái tính em thì nó thật quen rồi. Em rất sợ. Anh cũng chia sẻ luôn thì cái mục tiêu của anh cũng không phải là anh sống ở Hà Nội. Và anh cũng đã vạch ra một cái kế hoạch rất rõ cho mình, là tức là anh chỉ sống ở Hà Nội hoặc tức là anh chỉ ra ngoài để bên trải bên ngoài khoảng tầm 3 đến 5 năm nữa. Sau đó cái mục tiêu của anh là anh vẫn muốn về quê. Thì anh cũng đã có những cái bước để chuẩn bị để làm sao để sau này mình có những cuộc sống là ở quê rồi. Bố mẹ thì bây giờ cũng ngoài 70, con thì nhỏ nên chắc chắn mình cũng không thể là lăn lộn ở bên ngoài mãi được. Nam Định cũng xa đấy nhỉ? Thực ra nếu như so với Hà Nội thì xa, nhưng nếu vào Thanh Hóa thì là gần. Yeah. Nếu như em ở Triệu Sơn thì anh ở Yên thì từ nhà anh vào nhà em nó chỉ rơi khoảng tầm 60-70 cây. Mà anh cũng có phương tiện rồi thì nó cũng không phải là cái vấn đề cái gì nó khó khăn lắm. Em nghĩ là em sẽ hướng vào Bình Dương mua bán bất động sản không? Trước đây thì em có, nhưng bây giờ thì em chủ yếu tập trung thị trường ngoài Bắc, cũng đang lên kế hoạch để mở công ty riêng. Em chỉ có một cái ước mơ bình dị là sau những cái lần mà đổ vỡ, sau những cái lần mà mình bôn ba nhiều quá, em chỉ cần dựa bên cái người chồng của em thôi. Chứ còn những cái việc mà để bảo em gọi là, em cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà cái tâm của em là mọi việc nó đều nhàn nhã, chứ em không thích tranh đua với lại ngoài đời nữa. À được. Anh cũng đã là người là từng trải. Dạ. Với hai nữa thì là anh đủ tự tin để là nếu như mình có một thời gian nó không phải vội như trước, qua một lần đổ vỡ thì mỗi một lần thất bại thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu khác nhau để làm sao để mà xây dựng những cái nó tốt đẹp hơn. Hiện tại con anh mới có 3 tuổi mà cháu thì đang ở với anh. Anh chăm cháu gần 1 năm nay rồi. Anh chỉ nhờ ông bà là trông coi ấy, thì và cứ thường xuyên là một tuần thì cũng khoảng tầm 2-3 lần lại về dưới quê, lại chạy xe, tức là lúc nào rảnh cái mình lại chạy xe về để chơi và chăm con. Mình còn quen nhau mà tìm hiểu nhau nữa, trong thời gian đó mình suy nghĩ coi có thể thay đổi thế nào thì do các bạn. Bây giờ Quyền tiến tới giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu. Đây. Đó.
hai người nhìn gần nhau xíu nữa. Quyền thấy cô con gái này như thế nào? Có làm mình rung động hay thế nào, cảm xúc thế nào? Nếu như mà đúng như em chia sẻ là em là một người thích một cuộc sống bình yên. Bình yên ở đây nó quan trọng là từ trong cái nội tâm của mình. Thì những người mà có cái nội tâm mà mong muốn cái gì đó nó yên bình thì cũng rất giống với những cái mong muốn mà anh đang mong muốn, là mục tiêu anh chỉ bôn ba bên ngoài khoảng tầm 3-5 năm nữa, sau đó mình sẽ về quê. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ cùng về quê để xây đắp một cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Em thấy những lời anh nói thì em có thể là tin tưởng được. Em cảm ơn. Hãy hát một đoạn ca khúc nào để tặng cho bạn của mình đi. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó. Cây muỗm xanh qua bao quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xó dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn. Mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. 9 tháng mẹ hiền, từng bậc lo âu và thương nhớ. 9 tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con. Những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc. 9 cung đàn, 9 cung đàn, 9 bậc tình yêu. 9 khúc đợi chờ, ngày hội vui anh về quê thăm. Bắc chiếc cầu vòng, về nhà anh em làm dâu. Những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người. 9 cung đàn, 9 cung đàn, 9 bậc tình yêu. Anh, cái bài này tuổi gì? Dạ, 9 bậc tình yêu ạ. 9 bậc tình yêu hả? Lần đầu tiên em nghe bài này, những cái lời hát nó rất là có ý nghĩa. Dễ thương quá, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mời em gái đáp lại đi. Em còn phải hát ạ. Kệ nó, hát lại đi em. Này em hơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho tình yêu chấp cánh, nỗi đau người tình si. Người yêu hỡi. Nào bây giờ chúng ta trở về vị trí. Anh chị về chỗ. Sau cuộc trò chuyện giao lưu với nhau về cảm xúc, về tất cả mọi thứ, đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Kiểm tra lại con tim mình cho nó chính xác. Cảm giác được thì bấm, không được thì không cần bấm. Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1, 2. Chính thức ta hẹn hò với nhau. Đẹp đôi đó. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Cố gắng quan trọng là em đó. Người phụ nữ này vẫn còn những cái băn khoăn về khoảng cách và sự thay đổi. Chúng ta làm sao để thuyết phục điều đó. Nghĩ rằng cô gái rất là ấm áp để chia sẻ những khó khăn ngoài cuộc đời dông bão của em. Đó là một nụ hôn đầu tiên. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Linh. Em tên là Quỳnh Hiền Thúy Diễn, em đến từ Quảng Ngãi và đang công tác làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tên lão ha, Thúy Diễn. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em nay 25 tuổi. Dạ, em là giáo viên. Giáo viên, mình đang dạy ở đâu? Dạ, em dạy ở Tân Phú. Rồi, mời bạn trai. Trước tiên thì em xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ phía bên kia. Dạ, cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vào Nồi Nho xuống hôm nay. Xin giới thiệu, em tên là Hoàng Anh Phi. Tên ấn tượng nha. Em sinh năm 1992 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và hiện tại đang công tác tại Trung đoàn Không quân 95 sân bay Biên Hòa. Nhiệm vụ em làm gì? Nhiệm vụ của em là một sĩ quan thông tin chuyên bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc cho một trung đoàn không quân. Em trải qua mấy mối tình rồi? Sâu sắc nhất thì em nghĩ là 2. Mối tình cuối cùng của em chắc cách đây... Chưa cuối cùng đâu em. Mối tình này mới cuối cùng nè. Mối tình gần đây nhất, gần đây nhất là cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. Nhưng lý do tại sao chia tay? Bọn em cũng là quân nhân thì cái thời gian dành cho nhau nó khá ít. Thứ hai nữa khoảng cách địa lý. Em còn học đại học ấy, thì em học ở Nha Trang. Còn người yêu của em thì đang làm việc và công tác ở Sài Gòn. Rồi, bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì chưa có. Chưa có. Chỉ có mối tình mà rau ria rồi đấy. Rau ria là sao? Người ta thích em. Rồi xong rồi họ không thích em nữa thì em quay lại người thích người ta. Sao em ngộ vậy? Lúc người ta thích thì em không thích, người ta hết thích thì em thích. Tính em hay nhanh chán lắm. Nhanh chán về gì em?
Dạ, chị thích chơi bạn bè thích hơn. Vậy bây giờ có muốn kiếm bạn trai không? Đó là quá khứ đó chị. À, quá khứ em phải nói rõ để anh bên kia anh hết hồn. Giật mình. Bây giờ là hiện tại muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa. Chị muốn yêu thôi. Bao lâu? Chứ giờ thì... muốn lấy liền đâu được. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng năm. Vậy hợp lý rồi. Tự nhiên em muốn chưa cái chị muốn. Em có ngại khi quen một anh quân nhân như vậy không? Từ nhỏ đến lớn là em chỉ thích công an, quân đội. Nhỏ có thi. Ủa vậy hả em á hả? Nhưng mà không được. Như vậy là hợp phải không? Chứ nhiều người nhiều khi nhìn thấy anh quân nhân cái thấy anh nghiêm quá mình sợ. Còn em là cười nãy giờ thấy em cười tươi lắm. Em cũng nghiêm lắm đó chứ. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì con người em thích tự do lắm. Nên là em cũng thích người mẫu người trai của em là không có quản em nhiều. Mà yêu xa càng tốt vậy đó. Yêu xa ít có quản. Trời đất ơi, rồi em quậy lắm hả? Không quản em quậy thì sao? Không, mình tự thích chứ chị. Có người yêu rồi mình chỉ chơi trong cái phạm vi như thế nào. Chứ còn có nhiều người có thích nào có đi đâu, em đi đâu vậy? Rồi em làm cái gì, báo cáo tình hình, em thích như thế. Thích có người yêu nhưng mà vẫn muốn được tự do. Dạ đúng rồi. Bạn trai, quan điểm của cổ vậy em thấy sao? Em thấy cũng bình thường đó. Đúng rồi, cổ thích yêu xa để em khỏi quản lý cổ. Bây giờ em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Người yêu của em thì thứ nhất là người để là người khá là vui tính. Vui tính. Dễ hòa đồng. Nãy giờ em thấy bên kia vui không? Thầy chị cảnh thường bảo là có người cười suốt. Không vui thì không cười. Thì chỉ vui thôi chứ chưa chắc mọi người vui. Nhưng mà cụ thể là em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần là một người bình thường á, không cần phải là giống ai khác. Bây giờ thí dụ như em quen cô gái bên đây, rồi em có dành thời gian cho cô gái hay không? Cô này là cổ nhanh chán lắm đó, không chơi cổ là cổ chán đó nha. Ngoài thời gian thực chiến của em ra thì chủ nhật em được nghỉ. Còn những cái tuần nào mà em không trực thì cả cái buổi tối em vẫn có thời gian dài. À, tức là vẫn đi ra ngoài được đúng không? Dạ vâng. Bây giờ trước khi chị qua coi bạn trai, coi mặt bạn trai bên đó thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở người đàn ông. Đừng muốn kịch. Sao vậy? Miễn mặt nó hài hòa, duyên dáng, đẹp thôi chứ. Em đang muốn cải thiện ngoại giống mà. À, tại vì mình tịch cái mình không thích người ta tịch. Dạ. Rồi, em hình dung ảnh đang như thế nào? Thì chắc cũng mới giống anh như này. Cái ảnh nó khác kìa. Chắc là tướng cũng chuẩn, tại vì quân đội mà. Cũng cao ráo. Còn đẹp trai thì em biết nữa. Em thích đẹp trai hả? Dạ, ai ra em thích đẹp trai chị. Thí dụ em nhìn hết mấy anh ngồi dưới này nè, là em nhắm cái anh bên này nè, là giống cái tướng á. Chưa nói cái mặt nha, cái tướng á, giống anh nào dưới này. Đó, anh em coi nguyên cái hàng trên này nè. Cái hàng đầu tiên đó, em thích anh nào? Từ thứ hai trong ngoài đem vô. Em á, em đứng lên cho cổ coi cái đi, đó. Anh này giống em không? Khác hả? Anh bên đây anh xin thông báo, hơn anh kia về sau. Tóc anh này ít hơn anh kia. Mũi anh này bằng mũi anh kia. Rồi anh bên này cũng ngon đẹp trai lắm mà. Ồ, khác với kia thiệt nha. Khác nhiều. Mặt mày dễ thương ha, mũi cũng đỡ tiệt hơn bên này. Tiệt là sao? Bây giờ nếu mà được á, cô này cũng muốn một năm là đám cưới. Thì ý em sao? Khi mình thích thì mình cưới. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đâu. Hả? Tâm lý là xong. Tâm lý gì, lấy vợ là phải đủ thứ nữa chứ. Tự nhiên tâm lý không là sao được. Vật chất em mình thiếu, mình có thể mượn được không? Mượn ai? Mượn anh em đồng đội đồng chí tất cả. Ủa cho không? Cũng anh có cho mượn gì không vậy? Trời ơi sướng quá ha. Trời làm trong quân đội sướng ghê vậy đó. Em có cái tật xấu gì không? Về tính cách là em thuộc dạng là vô cảm. Trời ơi tiết kiệm nặng quá vậy. Em tìm bạn gái mà em nói em vô cảm chết rồi em. Nhưng vô cảm với những cái điều gì? Bình thường thì những cái gì mà em chú ý thì mình sẽ để tâm vào. Còn những cái gì ví dụ mình đi trên đường ấy, những cái gì xung quanh không liên quan đến mình thì không để gì hết. Trời đất ơi. Ví dụ mình chạy xe ngoài đường mà tự nhiên bạn gái mình có thằng nào nó chở chạy kế bên thì mình có để ý thấy không ta? Người vô cảm thì chắc không thấy luôn á. Mình cũng vô cảm đi luôn. Ừ. Ủa sao thấy cô nào quen quen đi một đoạn nó xịt nhớ hết rồi vợ mình. Thì em chưa gặp này em chưa biết. Em làm chịu hoang mang rồi đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ mà chảnh hay cáu gắt ở trong gia đình ấy. Thôi để chị về chị coi cổ làm sao nha. Nãy giờ em nghe anh nói không em? Có. Anh hơi vô cảm. Em thì mau chán, chị mới cùng muốn mối tình này đi về đâu nữa. Chị lo không á? Không, mà nói tính cách thì thôi. Chứ gặp tình yêu sao chuyện vô cảm được đúng không em? Rồi, để anh qua xem bạn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái, xinh quá. Rồi bây giờ nãy giờ em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Hơi khô khan xí. Thì chính vì thế mà anh mới nhờ đến bạn muốn hẹn hò này. Nhưng mà chính những người như vậy rất là tốt em nha. Nghiêm chỉnh, chung thủy, kỷ luật sắc luôn á. Chung thủy không? Không biết à. Chung thủy á. Có không? Có đó. Có không mấy anh? Có. Trời ơi, thử coi. Mà ra mắt mấy anh rồi mà chia tay thử coi. Chết mấy anh đừng nói. Ha? Dạ. Rồi, ok.
Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi. Em hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị em, với em của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là em của chị Diễn. Cho em nhận xét về anh thì cũng to con. Như chị thích thì mũi anh cao rồi đó. Con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Cho thấy thì anh bên này là phong độ đẹp trai, có mũi cao là cải thiện nội giống tốt rồi đấy. Hai em có bạn trai chưa? Hả? Chưa luôn hả? Mấy anh quân đội, anh nào chưa có bạn gái giơ tay lên, chưa có gia đình giơ tay lên cho Cát Tường coi cái coi. 1, 2, 3, 4. Nhìn hai cô bên đó nha, dễ thương lắm luôn á, mấy anh mạnh dạn lên nha. Mình hỏi sếp bên đi kia đi ha. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và bên nhà gái. Đồng chí Phi thì là một người trong đơn vị thì rất là vui tính, hòa đồng, nhưng mà theo như đồng chí ấy nói thì là một người vô cảm với một số trường hợp. Thì cái này thì gặp bạn nữ bên này thì chắc là sửa được, bởi vì bên này bạn nữ rất là xinh xắn, rất là vui tính, có thể là theo như bản thân tôi thấy thì rất là phù hợp với chỗ đồng chí Phi. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ hai bạn kéo màn lên nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Rồi, chúng ta trò chuyện với nhau chào đi. Chào anh. Chào em. Trước tiên thì em... lúc nãy em có thấy là em bảo là em rất thích Quân Nhân. Thì bây giờ em nhìn thấy anh, em thấy như thế nào? Thích rồi đấy. Bình thường thì anh bảo anh vô cảm thì chỉ là vô cảm với những người xung quanh thôi. Dạ. Còn đối với những người thân hoặc là đồng đội đồng chí trong đơn vị thì anh rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nếu sau này mà em là người thân của anh chắc không có vô cảm đâu. Em cũng mong vậy. Bình thường gặp người lạ anh rất lì nói. Dạ. Phải là những người như nào gọi là mình bắt được sóng với nhau ấy thì mình bắt đầu có thể nói nhiều hơn nữa và trao đổi với nhau. Có đem thiết bị ra sóng theo không? Ra thử coi có vô sóng không? Không, ok, đấy là quân quân sự mình không được đi theo. Trời ơi, tôi nói đang rà sóng cảm xúc ông ơi, nhiệt tình nó chậm quá à. Rà sóng đây, có sóng chưa nè, hiểu không? Em thì em phát rồi mà không biết người ta có bắt hay không. Có nhận được tín hiệu gì chưa em gái? Dạ, sắp sắp rồi đó chị. Cơ hội, nắm tay coi có điện, có truyền qua chưa, bắt sóng đi. Ra cái đài số mấy đó, thông báo đi. Nhìn nhau em. Em... Nhìn nhau đi. Con thấy như thế nào? Dạ bình thường. Anh thấy vui lắm. Nắm tay nhau chút xíu để cảm nhận coi cái dòng điện thế nào ha. Ủa anh ở Nghệ An rồi anh có ở đây anh làm việc này luôn hay có về quê không? Không, nhà anh thì ở ngoài quê nhưng mà hiện tại thì anh công tác ở đây luôn rồi. Dạ do Nghệ An xa quá. Ba mẹ em là hồi kia nói đùa là chỉ cho từ Đà Nẵng đi vô thôi, không có cho từ Đà Nẵng đi ra. Đúng là mẹ nói là ghét của nào trời trao cũng đó đó. Trời trao chưa? Trao rồi đó. Trao rồi. Anh biết nhậu không? Số 7 bấm chứ. Nhậu thì chắc chắn đàn ông phải biết nhậu rồi. Dạ vậy được rồi, em chỉ biết chỉ thích đàn ông thích nhậu rồi. Wow. Vì về nhậu ba em được, chứ còn nếu mà không biết nhậu thì phải qua vòng của ba em nữa. Bây giờ em ở đấy một mình hay là ở người thân xong hả? Dạ em ở trọ mình thôi, thích đi đi thích về thôi, chứ giờ có người ở chung mà nó nhiều cái lắng cấn lắm. Mày muốn ở với chồng rồi có cơ cấn không? Dạ chồng khác chị. Rồi nếu như đồng ý hẹn hò thì các bạn hẹn hò như thế nào? Ở đâu? Ví dụ như công viên, khu du lịch các kiểu. Em rất thích đi du lịch nhưng mình có thể đi phượt một ngày cũng được. Ý là biên hòa hay thành phố? Dạ chỗ nào cũng được, miễn là mình cảm thấy mình thích mình có thể đi thôi. Nếu mà sau này chúng ta có thể là tiến tới xa hơn nữa, em có đồng ý là về Biên Hòa cùng sinh sống hay không? Nếu về Biên Hòa là anh phải nuôi em đó. Nuôi thì anh nuôi được thôi, nhưng mà dạ, quan trọng chứ, là... chứ do công việc của em về Biên Hòa tức là em thất nghiệp đó, làm lại từ đầu ở Biên Hòa đó. Nhưng em trước kia là em cũng có quan điểm là bây giờ em không có ổn định, tức là em không có chọn nơi nào để em dừng. Bao giờ em có chồng tức là chồng theo em theo đó đó. Nuôi nổi không em? Thì về cuộc sống anh có thể lo cho em ăn uống bình thường và cuộc sống tốt. Còn về các cái khoản khác, ví dụ như là để đời sống mình cao hơn nữa thì anh không dám khẳng định. Dạ em thì em chỉ quan niệm sống đủ được rồi. Vì dư giả thì mình chỉ sống đủ cuộc sống mình thôi, chứ còn tiền cũng đâu có chết mang ra từ đâu. Trời ơi hay quá vậy. Nói vậy
vậy thôi, mà có khó khăn thì anh này anh có nhiều nguồn để mượn lắm, em cũng đừng lo. Nếu em có tình cảm với anh ấy thì sau quá trình hẹn hò đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa, tiến xa hơn. Dạ. Bạn gái thì thấy như thế nào? Dạ thì cứ theo lời anh đi chị. Hôm nay em gặp một đối tượng dễ thương, rất là xinh nha, mà cũng rất là dễ luôn đấy. Dù có mấy phút ít ỏi chúng ta trò chuyện ở đây, nhưng ít nhiều các bạn cũng có một cái suy nghĩ riêng của bản thân mình. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp, cảm thấy rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình thì chúng ta mới nhấn nút. Còn nếu không, để dành cơ hội để cho những người khác. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiệu lệnh ta ba mà đếm mà hai anh bấm nút rồi là sao? Em tự nút nó học. Hai bạn nắm tay nhau đi. Rồi, hôm nay chúng ta chính thức nắm tay nhau đấy. Chính thức hẹn hò với nhau đấy. Anh giới thiệu về mình đi. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Bảo Thương, năm nay 24 tuổi. Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bảo Thương làm nghề gì? Dạ, em làm thu ngân ạ. Thu ngân hả? Dạ. Rồi, mời em trai. Vâng, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn gái bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Quốc Duy, hiện là cấp bậc thiếu úy, đang công tác tại sư đoàn 309, địa bàn đóng quân ở khu vực Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Em có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Giới thiệu cho đàn gái biết luôn đi. Điểm mạnh của em là người, em tự nhận thấy em là người vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, hòa đồng. Và biết cách lắng nghe người khác. Lắng nghe. Rồi gì nữa? Nói chung là ưu điểm thì chúng em cũng không được nhiều, nhưng mà em cũng biết chơi rất nhiều môn thể thao. Em... yêu thể thao. Vâng. Có một cái tật xấu gì không? Đã có. Có, thí dụ là nhát gái ạ. Nhát gái. Tật này á là nhiều người nói tật tốt á. Nhát gái là mấy cô gái người yêu khoái lắm. Vâng. Ha. Rồi. Rồi. Mời đàn gái. Mình nói đi, mình nói lớn lên đi để cho chú bên kia thấy là chú nói quá nhỏ. Dạ, nghe ngóng cổ tai lên mà không nghe hết được đó. Em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì hơi lâu lâu cũng hơi khó tính. Khó tính. Cũng dạ cũng hơi khó tính như thế nào? Về vấn đề gì? Giống như bạn trai mà làm không đúng ý thì hơi giận tí thôi. Dạ. Làm không đúng ý mình đó. Dạ. Rồi, em có thích văn nghệ, thích ca hát hay nhảy múa gì không? Dạ em thì biết hát chút chút thôi. Dạ hát dạ. Hay không? Hát hay không bằng hay hát. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ. Mối tình gần nhất là được 2 năm, mà chia tay cũng gần năm mà. Chia tay gần 1 năm rồi. Dạ. Mà lý do chia tay? Thì em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì vẫn chưa sẵn sàng nên mình không muốn đi đến nữa. Dạ. Em thích lấy chồng bộ đội? Dạ. Thích lấy chồng bộ đội, lý do tại sao? Tại vì mình thấy cái hình ảnh đó mình thích, cảm thấy mình an tâm. Mình an tâm đúng dạ. Không khi mà có một người chồng là bộ đội. Dạ. Còn em có mấy mối tình rồi? Dạ, thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em chưa có mối tình nào. Chưa có. Không, mà đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Không phải, cái đó thì chuyện bình thường nhưng mà em sự là có thể là do không tìm được người thích hợp với mình. Chưa tìm người thích hợp. Hoặc là do là em không được đẹp trai lắm. Em đánh giá em không đẹp trai hả? Em mình phải thích... tự tin, mình phải có cái gì hơn nhiều người khác chứ. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ chưa. Là tại vì là mình nghĩ là mình không đẹp trai hả? Dạ không, chắc là do em không tìm được người phù hợp với mình vậy. Vì tính cách của em nó vui vẻ, hài hước, nó hay kiểu hài hước quá ạ. Người hai người gọi là nhây ạ. Nhây. Nhây vui mà. Anh hay nhây với chị Vân lắm á. 23 tuổi rồi. Có bồ là được rồi đó, khoảng 2-3 năm nữa là phải lấy vợ thôi, đúng không? Nhưng mà bên đây á, là người ta muốn là thành lập gia đình đó. Cái người bạn trai trước á, là vì không có ý định tiến tới hôn nhân cho nên người ta giận, người ta bỏ đó. Người ta muốn xây dựng gia đình. Thì giờ mình nghĩ sao nè? Em không dám hứa trước, nhưng mà nếu em và bạn đó hợp thì em hứa sẽ sử dụng hết sức mình để trao cho bạn ấy một cuộc sống như bạn ấy mơ ước. Nhưng bố mẹ có đồng ý không? Ví dụ giờ người ta nói là thôi yêu 1 năm thôi rồi cưới.
tức là 24 tuổi là có vợ đó. Thì sao? Thì em thấy sao? Thì nói lớn lên cho người ta nghe, nếu mà nghe nhắm lỗ tai nghe nè. Căn cứ vào tính chất công việc của em với căn cứ vào sự nghiệp của em, nếu mà em cảm thấy mà mình thuận tiện, bạn ấy cảm thấy thuận tiện thì khả năng mình tiến tới hôn nhân cao. Ăn thua là cái trái tim của mình đúng không? Khi mình yêu lên rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm là cái đinh gì đúng không cưng? Hay để anh. Ừ, đúng không bé? Dạ. Dạ. Giờ chị hỏi nè, dạ. Chưa yêu bao giờ, vậy thì có tưởng tượng cái mẫu người bạn gái của mình phải như thế nào không? Em cũng thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em là bộ đội. Nó là một công việc, nó có tính đặc thù rất là cao. Rất ít thời gian dành cho mình và cho người thân của mình. Thì vậy mong muốn của em là tìm một người thân nào nói lớn hiểu. Lên coi nè, nói lớn lên nói cho đây nghe, nhưng mà thực sự bên đây đang nghe nè. Em muốn tìm một người nào hiểu và thông cảm cho công việc của em. Hay là em thích mẫu bạn gái nào nó cũng hài hước giống em một chút. Nó hài hước nổi. Vì cuộc sống nếu mà cứ gia vị, nó không có gia vị thì nó buồn tẻo quá. Hay là em muốn cô bạn gái đó thì có trưởng thành trong suy nghĩ một chút. Trưởng thành không, trong suy nghĩ không quá là mè nheo hay là gì gì cả. Em thích như thế bởi vì cái công việc của em nó cũng tương đối là mất, là tiêu tốn em rất nhiều thời gian rồi. Đến vì vậy cái thời gian còn lại của em dành cho bạn gái thì chắc sẽ còn lại thời gian của em. Có mè nheo không vậy? Không. Không có mè nheo. Dạ. Là nhõng nhẽo. À, dạ. Có nhõng nhẽo không? Dạ không. Không. Ừ. Rồi có suy nghĩ là bạn gái mình là phải nước da như thế nào, mái tóc ra làm sao, cao bao nhiêu không? Có chứ, phải có một cái có suy nghĩ trong đầu. Ví dụ nè, cao nhiêu nè? Anh ơi, anh nói lớn lên giùm em. Có thấy chưa, ta giận, ta nói lớn lên coi nè. Là em rất thích con gái cao từ 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên, mình mét mấy nhỉ? 1m57. 1m57 được không? Bớt 3 phân đi. Được đi gút 7 phân là thành 1m62 rồi. Vâng, yên tâm. Quân đội của em là có kêu là 5 bỏ 6 nê thêm ấy à, để làm xuất xỉ ấy à. Ok, rồi nước da làm sao nào? Cái đấy không quan trọng lắm đâu ạ. Ngoại hình em thấy cô không, là phải có ngoại hình, nhất dáng gì da đó. Giống chị ấy được rồi ạ. Thiệt không? Nói chứ giống Vân hả? Em thích da trắng hay là nước da ngăm ngăm? Ta thích thì hình dạng vậy nè, vô vấn đề đừng có đánh trống lảng. Tôi muốn bạn này phải nói một câu là da trắng mới là giống tôi. Không, thích hình dạng giống vậy nè. Ủa, xin lỗi Linh à, tìm không có ra, nói cho Linh biết à. Đi, im đi. Nè, thích da trắng không? Không, thích hình dạng thế này. Phụ nữ da trắng đúng không? Da đừng có nói chuyện da, thích hình dạng cứ đánh trống lảng hoài. Hình dạng vậy đúng không? Vậy đi. Nè, tròn tròn mẫm mỉm á, là tôi nói nghe nè, là những người vượng phu ích tử nghe, tôi nói cho mấy người biết, đừng có tưởng à. Ủa đâu ai nói gì đâu, thích dạng, hình dạng vậy mà. Ủa ta chạy người ta đi ra bên kia đi. Thứ gì á, đàn thời ông mặc sơ mi màu hường, thấy ghét. Ủa màu hường nó dịu dàng, cho nó bớt tính đàn ông. Đi bên đây hỏi bên đây. Dạ. Trời ơi, cưng quá trời đất không à. Da trắng hơn da tươi nữa. Trắng nha. À. Tóc hơi là chai chai nắng chút xíu. Nhưng mà dễ thương, rất là dễ thương luôn. À, thí dụ như trong quân đội á, dạ. có một cái điều khoản nào cấm quen người yêu mà tóc nhuộm màu này kia không? À không, em chia sẻ thật là em là người thích hiện đại. À, ví dụ như xăm hình hay là nhuộm tóc thì em không quan trọng điều đó. Em đúng quan trọng rồi, cái bản chất con người hơn. Ừ, đừng đó. Có xăm cái gì tùm lum trên mặt thôi được đâu, đúng không? Ừ, em có mẫu bạn gái thế nào? Ta vừa mới hỏi rồi, mới hỏi hoài vậy, hỏi bên đây nè. Hỏi mẫu bạn trai bên đây nè. Hỏi không hỏi ngược nữa. Đúng bên đây, hỏi bên đây. Tính nhắc lại cái mẫu hình bạn gái. Nói Hồng Vân. Không có nói nữa. Mắc cười quá, đàn ông mặc đồ màu hồng thế ớt. Em gái, dạ. À, thích cái mẫu hình lý tưởng làm người đàn ông như thế nào? Dạ, cao trên 1m7. Cao trên 1m7, rồi. Dạ. Cười là hiểu rồi ha. Cũng cỡ đây sẽ xuống thôi. 6m thôi, được rồi. Mình, cái mẫu hình của mình mà còn quan trọng là mình cái lúc cái gặp lần đầu tiên nữa. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ. Anh muốn em nói ra là không. Linh đó. Không có đâu. Thì nói đi cho ông vui, kệ nó đi, không. Lời nói không mất ta tiền nói mua từ mà. Cái tim người ta chứ. Lời nói không mất tiền mua, cứ nói đi. Thích cho mập dù hay nhau. Thích ốm? Hơi mập. Nhanh Linh nói đi. Dạ, người đàn ông của gia đình. Gia đình. Dạ.
chú bộ đội là số 1 chuyện gia đình luôn. Dạ. Đừng có lo. Đen giống anh Linh. Nó thích da ngăm đen giống như anh Linh vậy đó. Nói đi. Cầu được ước thấy à, ngộ lắm. Nói đi. Tội nghiệp. Tội nghiệp đàn gái quá, cười rất tôi thôi kệ người ta, thấy không? Dạ. Ta nãy giờ tao gọi là đánh trống lảng cho quên cái hình dạng á. Trời cho mình ốm dữ á. Mình trời, gầy quá. Ai nói tôi mập. Thôi được rồi, thấy dễ thương đàn trai chịu rồi đó. À, bây giờ là mình sẽ gặp người nhà có góp ý sao nha. Dạ. À, em gái đi với ai? Đi với bà ngoại, với mẹ, với mợ. Bà ngoại với mẹ với mợ luôn hả? Trời ơi. Rồi chào gia đình. Dạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, hai MC duyên dáng. Chào và chúc sức khỏe mọi người trong trường quay. Bé Thương ạ, anh bên này rất là dễ thương. Nhưng mà chị đây là mợ hay là mẹ? Mợ. À, là dạ. Mợ. Dạ. Tôi là bà ngoại. Dạ, dạ bà ngoại, con nhìn bà ngoại đi. Dạ. Mẹ. Bà ngoại với mẹ. Đây là mợ. Bạn bạn trai bên này rất là dễ thương, con an tâm. Nhưng mà rồi còn cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau thì có bấm chuông hay không là việc của hai con. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi mẹ thấy sao? Mẹ nói câu đi nào. Kệ nó. Đây bà ngoại cũng được. Bà ngoại. Ngoại nói câu chưa rồi. Được không ngoại? Kệ nói đại đi ngoại. Bà ngoại thấy hai bên cũng được, nhưng mà cái sự quyết định của hai con, bà ngoại không có tham gia được, vì cái này là hạnh phúc của hai con. Dạ. Ngoại tới đây hả? Trời ơi, cảm ơn đàn gái. Em trai đi với ai? Em đi với lại bác của em và thủ trưởng trong đơn vị của em ạ. Bây giờ để bác nói trước đi ha, gia đình nói trước đi. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Hai MC rất là gần gũi, dễ thương với khán giả. Và kính chào quý khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thì lời đầu tiên tôi xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho cháu tôi là Quốc Duy đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ở đối với nhà thì Duy rất là tự tin và năng động. Còn đối với ở cơ quan đơn vị thì cũng được đánh giá là có tinh thần học hỏi, cũng biết tự chịu trách nhiệm của mình. Thì qua chương trình này thì tôi nghĩ là sau khi mà hai bạn gặp nhau rồi á, thì hai bạn cũng sẽ có một cái nhịp đập giống nhau. Dạ, một lần nữa thì chúc hai bạn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc hai MC và khán giả nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Xin cảm ơn. Thôi mời thủ trưởng của Duy. Xin chào anh Quyền Linh với dạ, chị dạ, Hồng dạ, Vân dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay thì tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là chị Hy của em Duy. Em Duy là học trường sĩ quan pháo binh ở Hà Nội và vào trong công tác ở Trung đoàn 31, Sư đoàn 309. Như em Duy về đây một năm thì quá trình công tác là thấy em Duy là rất là chịu khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và trong cái điều kiện là đơn vị là trung đội trưởng, cho nên là phải quản lý bộ đội là nhiều, cho nên thời gian mà để tìm bạn gái thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Cho nên là qua cái chương trình này, và đặc biệt là hôm nay là gặp được em gái ở đây, tôi thấy hai bạn là có cái điểm tương đồng. Và cái niềm vui của chúng tôi là người anh ở trong đơn vị thì mong muốn là hai em là có cái tìm được tiếng nói chung, và chúc cho hai em là tiến tới là hôn nhân. Và cái điều đó cũng là rất vui đối với chúng tôi, xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Cái gì bà mối bà nhìn tôi hoài vậy? Muốn gây lộn nữa hả? Phải, tôi khó chịu cái áo hồng quá. Em muốn cái dạng giống chị Hồng Vân đúng không em? Thôi mở rào. Ai bắt đầu đi hai em. Anh nhận hoa đi. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Đây, tặng lại liền. Cái này là hồi sáng em làm, tình cảm em dành trong này. Rồi. Anh sẵn chưa anh? Cảm ơn em. Rồi. Một hồi là mất đó. Thực sự không thử đi là một hồi không còn một miếng luôn. Đó, người ta biết ngay, tôi trong không nói gì luôn mà tự bạn biết luôn á, ở đằng sau á. Sao nghi ngờ thua vậy trời.
Vậy mà mở miệng ra là nói tôi tròn, mở miệng ra là nói tôi này kia nọ. Anh dùng thử đi. Thử đi. Nghe lời chị đi, thử một miếng đi, xong để đó mất mình không có tiếc, hiểu không? Thử đi, tôi còn gì để anh. Dạ. Nói đi, nói cho bạn nghe đi. Ờ, tên gì chị quên à? Chị lo chị găng cái áo màu hường á, chị ghét quá, chị quên tên luôn cả hai đứa. Dạ, em tên Duy ạ. Duy. Dạ. Em tên gì? Em tên Thương. Đó, Thương Duy, Duy Thương. Ăn đi cưng. Ăn đi. Thương ăn. Làm cho Duy đó, nói em tự làm. Ăn thôi. Cho mập cưng. Dạ, em tự làm. Thương nó tự làm đó Duy. Trời, quay qua bển ông Linh ăn ông mà chết trốn nữa. Cái gì, ăn là ăn, trốn cái gì mà trốn cái gì. Ăn là ăn à? Ngon à? Ngon. Thấy chưa? Thương nó tự làm luôn á. Ngon không? Thôi nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Lấy nữa một cái nữa cho tôi. Thôi nói chuyện đi, nói chuyện. Nè, một hồi không còn một miếng nào, không còn một miếng nào luôn. Chị nói nghiêm túc. Không nói chuyện thì tính sao cơ. Đó, thấy chưa nè, ông trốn xuống dưới bây giờ để mình ên tôi lại nè. Trời, cái chiêu này của ông Linh tôi rành chuyện quá ăn, mà. Ăn uống tính sao? Bây giờ chuyện tình duyên làm trước, bắt đầu câu chuyện. Đó. Rồi quay lại sau đi Duy. Duy quay lại sau đi, thấy chưa? Anh có biết chơi thể thao gì không? Ngồi thẳng đây. Dạ. Trước hết là cảm ơn quà của em. Rất ngon. Sáng nay anh chưa ăn sáng nữa. Anh thì một là công tác trong trường quân đội, hai là tính cách của anh là rất thích thể thao. Duy nói lớn lên con. Anh nói lớn xíu đi, em không nghe được. Anh rất thích thể thao đấy. Anh thể chơi được nhiều môn. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nói chung chơi được hết. Dạ, vậy là anh khỏe lắm không? Vậy mình thử thử thôi. Đâu, ví dụ như là có thấy cái bóng cái bên đó là cái bóng này là gì, làm gì? Mặt chị Hồng Vân và bạn gái cùng toàn thể mọi người ở đây muốn thì anh tân bóng. À rồi, em tân thì tân thử. Anh tân không được, anh không phải là tân bóng nghệ thuật nhá. Dạ, vì sao đừng trúng em mà được ạ? Vậy mà ở sân cỏ là chết với Duy ha. Em có hay đi đá banh không? Dạ em có, em vậy nhóm hả? Đá vị trí nào? Để vị trí thì em chơi được ở nhiều vị trí ạ. Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, thủ môn em đá được hết ạ. Nhưng mà đá hay chắc là đá tốt nhất là tiền vệ và tiền đạo. Anh có thể hỏi em một câu không? Em suy nghĩ gì về bộ đội? Em thích bộ đội. Thích bộ đội? Dạ. Em có lý do nào không hay là... Không, tại em cảm thấy cái ngành họ, kiểu của họ rất là hay. Làm việc, nói chung là giúp mọi người rất là nhiều. Nhìn chồng mình mặc bộ đồ quân đội thấy thích lắm. Cảm ơn em. Thì cảm xúc đầu tiên anh gặp em là... Không hiểu sao đứng trước những cô ấy khác anh có thể... Nhưng mà đứng trước em anh cảm thấy rất gần gũi. Dạ. Anh cũng nói thật với em là cái câu chuyện em vừa nói với bạn trai cũ á, thì anh cũng hiểu, mà anh không dám hứa, anh nói rồi anh không dám hứa với trước em điều gì cả, vì anh không thể nào hứa mà anh không làm được. Nhưng mà anh có thể hứa chắc với em là anh sẽ dùng hết phần đời còn lại của anh. Nếu mình hứa thì mình phải to lên cho mọi người cùng nghe, cùng chứng kiến chứ. Đó, ghê chưa, thấy chưa, Duy ơi là Duy. Duy thấy chưa? Anh hứa anh sẽ làm hết sức mình để phát triển sự nghiệp của anh, làm sao có thể là no được cho em và cuộc sống của em mong muốn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ hẹn hò thì sao nè Duy? Bây giờ đó, em thấy cô gái này sao? Em phải nói cái cảm nhận của em, mở rào ra là cái cảm xúc của em sao? Mở rào ra em... Thôi. Chết rồi con ơi. Chết luôn. Chết luôn. Em thật sự anh ấy quan trọng cái cảm giác của mình hơn. Dạ. Vì anh tin vào cái cảm giác của mình. Là mở rào ra là thấy cảm giác hòa vỡ liền đúng không? Vâng. Còn em thương, thương cảm sao thương? Quá. Dạ. Ta đang nói đến cái chuyện yêu đương đó, vớ va vớ vẩn đi ăn cho. Anh chưa có mối tình nào mà anh mở ra anh cảm giác là cảm giác là sao? Anh chưa có mối tình nào nhưng mà anh có kết bạn hay nhiều bạn là nữ.
hay là có nói chuyện như kia rồi, nhưng mà anh cảm thấy đứng trước họ anh không được tự tin lắm. Nhưng mà không hiểu sao đứng trước em dũng khí để nói, nếu anh, nếu mà mình không bấm nút thì em không bấm nút thì anh vẫn muốn là được kết bạn với em. Dạ. Còn em nếu sao? Em không bấm nút được. Còn em chắc chắn rồi. Hả? Em có bấm hay không? Dạ. Em có bấm nút hay không? Cái nút ở đâu ạ? Hả? Nút ở đây nè. Em thích thì em cứ bấm trước. Nút tục bấm luôn, chả cần phải mối mai, chả cần phải 1, 2, 3 gì sắt. Là cứ thế là bấm thôi. Còn em sao nè? Em cảm thấy anh này cũng khá thú vị nên muốn tìm hiểu thử. Đó, đó thế, thế coi như là cái nút nó chỉ chờ cái tay bấm một cái cạch thôi. Bây giờ chúng ta cho thêm một chút cảm xúc nữa. Em hãy tiến gần cô gái, nắm tay cô gái, hai người đứng lên nào. Đấy. Không, bây giờ em phải hát một bài. Em phải hát một bài. Mấy người đứng lên hát luôn. Mấy người bộ đội người ta thích những người con gái biết hát lắm. Đó, nha. Đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Nắm tay xong em hát đi, em hát đi Thương. Hát gì hát. Hai đứa nhìn thẳng vô nhau, nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Lạnh quá. Đâu phải chiến sĩ đâu bắt tay. Rồi. Nhìn thẳng vào hát. Xin hát bài Sợ Yêu của Thanh Hà nha. Hát một đoạn thôi chứ em cũng không thuộc lắm. Sao lại Sợ Yêu? Tự nhiên sao hát bài Sợ Yêu kỳ vậy? Tại vì em thích bài đó. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu mình quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Hay quá. Cảm ơn. Anh thì hát không có hay. Dạ. Thôi để sau này mình hát cho nhau nghe nhiều hơn nhé. Thì bây giờ anh hát đi cho. Có hát được không? Em hát toàn bài buồn khổ, em để em tìm em đâu nó vui vui. Để anh hát đại đi, hát bằng cả trái tim của mình đi. Sợ gì? Nào mạnh mẽ lên. Từ khi quen em phút ban đầu, trong các cảm trong anh khác xưa nhiều năm. Để anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết kỳ trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao nụ cười no nắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Rồi chúng ta trở về vị trí. Rất thật rồi. Qua đây cơ. Để tay nút bấm đi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Đó. Chị thấy trong trái tim của mình giờ sao rồi? Đó, tim ta đang đập đó. Nó vào gõ thật mạnh. Gõ thật mạnh ha. Nãy ăn bánh thấy sao? Ngon quá trời. Ngon quá đúng không? Chờ chút ăn tiếp nha. Hết chưa anh? Hết rồi. Đi đây. Thích thì bấm. Không thích không cần bấm. Thật sự rung động, chúng ta bấm ngay. Không ai cần, không cần nói gì cả luôn. Không cần. Không cần nói à. Anh thích như thế đấy. Ơi, đây hai mạnh dạn nhau, nhau trong tình yêu. Nếu yêu là mình nói yêu đấy, chưa gì nắm tay luôn thấy chưa? Thì đó thì ta vậy đó. Ừ. Nào, bây giờ là có gia đình của bạn gái, mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ cho tụi con hẹn hò với nhau và con hứa gì đó với ngoại, với mẹ. Mẹ với gì? Gì đó. Nói đi, mạnh mẽ nó, mình bộ đội mà, mạnh mẽ lên. Thưa ngoại, thưa mẹ, thưa bác gái và thưa mợ. Nói thật là con tham gia bộ đội là để bảo vệ những người con yêu thương. Và con hứa người em sẽ là người trong số đó, con sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em ạ. Mong mọi người có thể cho con và em ấy cùng hẹn hò. Mẹ không nghe đúng không mẹ? Đó mẹ không nghe. Nó đó, lớn nghe. Lên lại nè, nó lớn lên. Lớn cho mẹ nghe nè. Con, em phải nói lớn lên, chị đứng đây mà chị phải. Câu nói rất là ý nghĩa, rất hay luôn nhưng mà mẹ chưa nghe. Đó. Bên đây là tôi phải vận dụng tới 40 năm trong nghề để tôi qua cái khẩu hình để tôi nghe mà tôi còn nghe được câu mất đó. Ngại hả chị? Rồi. Lớn lên coi nào.
con tham gia bộ đội là để bảo vệ những con người con yêu thương, bố mẹ con, người thân của con. Và hôm nay con đã biết thêm một người thân mà con sẽ luôn quan tâm và bảo vệ. Mong bà, bác và mợ tạo điều kiện cho con có thể hẹn hò với bạn. Bạn tên gì? Bạn tên gì? Thương. Tên Phương ạ. Thương. À, tên Thương ạ. Nãy giờ ngại quá quên ạ. Rối quá đúng không? Rối quá. À, nói chung là dễ thương lắm. Rồi, em gái nói gì với lại... Bà ngoại nghe chưa? Bà ngoại nghe chưa? Có, nãy nói ngoại luôn á. Nãy nói ngoại mẹ với lại bác luôn đó. Cứ mạnh dạng lên, có gì mình yêu mình nắm yêu, nhút nhát hết nha. Đúng rồi. Bản lĩnh chính trị đâu? Thương à. Đúng rồi. Đồng chí thấy quý Duy. Có. Mạnh mẽ lên nha. Có. Để Thương á, Thương nói câu gì đi, Thương nói câu gì với bên gia đình của Thương cũng như là các anh, các thủ trưởng cũng như là gia đình bên Duy đi. Dạ. Con nghĩ đến đây cũng là một cái duyên nên đã gặp nhau thì mình nên cho nhau cơ hội. Con xin phép gia đình cho hai tụi con tìm hiểu nhau ạ. Gãy gọn rồi đó. Rất là ok. Duy Duy. Có. Không cái... Thủ tục đầu tiên là các bạn phải trao nhau nụ hôn đầu. Đúng rồi. Nào. Đó. Trong tình yêu phải mạnh mẽ lên như thế nha. Giống như trong chiến đấu vậy đó. Mình phải bản lĩnh lên. Tối gì hợp chị bộ tôi nha. Rồi, vậy tốt rồi. Không. Giờ cứ đây hai bé xem phim. Quá trời. Bỏ vô đây. Quá trời thiệt. Đó, giữ đây để hai đứa đi xem phim. Đạp xin để bóc 200. Đó, may mà hồi nãy đó nhờ tôi xui mà ăn được một miếng đúng không? Nhờ tôi xui với tôi ăn á, hai người mới thành công á. Tôi ngồi đây tôi ăn là mệt lắm á. Không mà ngon, ngon lắm. Dạ. Nói chung anh xin lỗi anh ăn nhiều hơn á. À, làm sao mà để anh bù lại cho. Mốt em làm cho Duy ăn sau. Hả? Mốt em làm cho Duy anh ăn sau. Thấy chưa, mốt làm cho Duy ăn sau. Trời ơi, rụng tim. Thôi, chúc hai em sẽ sớm tìm hiểu nhau và góp gạo thổi cơm chung nha. Cảm hai đứa dễ thương lắm á. Dạ, nhiều gạo lắm. Cảm ơn. Nói lớn lên bây giờ mình nói lớn lên Duy. Cảm ơn anh chị. Anh Quyền Ninh và chị Hồng Vân và các bà, các bác, các mợ cùng với này thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện giúp em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm được Thương. Thì em xin hứa sẽ mang hết bản lĩnh đàn ông để yêu cô ấy. Tốt. Duy Thương, Thương Duy. Ha. Hai cái tên rất là ý nghĩa. Rồi. Rồi. Chúc mừng các chúc bạn, mừng các bạn. Nắm tay nhau. Nè. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ, đó, đây là một tình bạn tri kỷ tiềm năng đó. Gì tình bạn tri kỷ? Tức là một tình yêu luôn. Tình, hả? Tình yêu rồi. Một tri kỷ đi thôi, một tri kỷ đi. Giờ đó, tri kỷ. Tặng qua ngược lại rồi. Cầm cho bạn. À cầm rồi, nắm tay chặt lên Duy. Đừng buông tay nhau nha. Hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Rồi. Bên phải quay. Bước đều bước.